Thưa quý vị và các bạn, đây là hình ảnh hiện trường của vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào đầu giờ chiều qua 30 tháng 7 tại đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huai, tỉnh Lâm Đồng. Đất đá vẫn đang ngổn ngang, lực lượng chức năng túc trực liên tục và đến 12 giờ trưa nay, thi thể nạn nhân còn lại bị chôn vùi sạt lở vụ đèo Bảo Lộc đã được tìm thấy. Không khí đau thương bao trùm khu vực nhà Vĩnh Biệt, trung tâm y tế huyện Đạ Huai. Sau nhiều giờ bốc các lớp đất tháo gỡ trạm cảnh sát giao thông, lực lượng cứu hộ đã bốc nhẹ nhàng phần đất bên hông nền trạm và phát hiện thi thể nạn nhân vào thứ Tư vào lúc 12 giờ 30 phút trưa 31 tháng 7. Trước đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông gặp tai nạn trong lúc đang làm nhiệm vụ. 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh thuộc trạm cảnh sát giao thông Madaway, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, đóng trên địa bàn huyện Đạ Huai, gồm thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, sinh năm 1981, thượng úy Lê Ánh Sáng, sinh năm 1990, thượng úy Lê Quang Thành, sinh năm 1997. Người dân tử vong trong vụ sạt lở này là anh Phạm Ngọc Anh. Anh gặp nạn khi đang hỗ trợ người dân địa phương di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực nguy hiểm sạt lở. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận thị trấn Đạ Nguy, huyện Đạ Hoài, giáp danh với xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Trước đó, sáng 30 tháng 7, toàn bộ cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng và trạm cảnh sát giao thông Madaway thực hiện tuần tra toàn tuyến. Khoảng 10 giờ phát hiện một tảng đá to rơi xuống chắn ngang quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực này. Tiếp nhận chỉ đạo, các chiến sĩ cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc đến hiện trường, nhanh chóng di rời tảng đá khỏi mặt đường. Trong đó, đại úy Lê Ánh Sáng đã cùng đồng đội di rời tảng đá chắn ngang đường. Sau khi di rời đá, giải phóng ách tắc trên đèo Bảo Lộc thì di chuyển về chốt đèo Bảo Lộc ăn cơm. Tuy nhiên, trước chốt có ách tắc nên các chiến sĩ ra điều tiết. Đến 15 giờ khi các chiến sĩ đang hướng dẫn các phương tiện lưu thông phía trước chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc thì bờ đất phía sau đổ sập khiến các chiến sĩ gặp nạn. Vâng, thưa quý vị, đèo Bảo Lộc dài 10 km trên quốc lộ 20 nối huyện Đạ Huai với thành phố Lâm Đồng. Đây là một trong những đèo hiểm trở nhất Việt Nam. Và trong sáng 31 tháng 7, thì ngay sau khi xuống sân bay Liên Khương, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã gấp rút di chuyển 100 km đến hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, làm 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh và một người dân thiệt mạng để chỉ đạo công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả. Tại buổi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã nghe lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng báo cáo nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn trên đèo Bảo Lộc trong tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp như hiện nay. Qua kiểm tra tại hiện trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong việc kịp thời chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội, người dân và nhiều lực lượng khác huy động phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh, hiện nay diễn biến thời tiết bất thường và còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại đang mất tích. Phó Thủ tướng yêu cầu công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn phải được tiến hành khẩn trương, tích cực, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Cần chú ý đến an toàn, đảm bảo, tránh tình trạng hiện trường tiếp tục sạt lở, gây ảnh hưởng đến người và tài sản trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, ông Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo, lượng mưa tập trung ở đèo Bảo Lộc quá lớn, gấp 4 lần lượng mưa trung bình của tỉnh Lâm Đồng. Các khu vực lân cận, lượng mưa tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể nói thời điểm này, vùng Bảo Lộc và lân cận có lượng mưa tăng đột biến và kéo dài. Tác động của thời tiết đã khiến đèo Bảo Lộc, ngay chốt đèo Bảo Lộc sạt lở đất, gây ra vụ tai nạn. Thưa quý vị, như vậy, thời điểm hiện tại, thi thể của cả 4 nạn nhân sạt lở đã được tìm thấy. Trong đó, anh Ngọc Anh, người dân hỗ trợ trạm cảnh sát giao thông Madaway, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, di rời phương tiện, trang thiết bị khi phát hiện khu vực gần trạm có hiện tượng sạt lở được tìm thấy cuối cùng. Theo ghi nhận của phóng viên VTC tại hiện trường, từ tối qua, những cơn mưa nặng hạt liên tục xuất hiện, khiến công tác tìm kiếm của lực lượng cứu hộ trở nên khó khăn hơn. Thời tiết xấu cùng với việc chia cắt tại đoạn sạt lở khiến việc di chuyển của người dân các nạn nhân đến nhà Vĩnh Biệt kéo dài. Đến rạng sáng 31 tháng 7, thì người thân của 3 chiến sĩ hy sinh mới có mặt đủ tại nhà Vĩnh Biệt, trung tâm y tế huyện Đạ Huai để lo các thủ tục. Từ đêm 30 tháng 7 đến rạng sáng 31 tháng 7, tại trung tâm y tế huyện Đạ Huai, nhiều xe công vụ, xe cá nhân của đồng đội, người thân thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Ánh Sáng và thượng úy Lê Quang Thành liên tục ra vào. Ai cũng đau xót trước cảnh thi thể các nạn nhân đầy vết chảy xước do vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc gây ra. Tại khu vực nhà đại thể,
Tiếng người thân khóc nấc đã làm cả trung tâm y tế không khỏi xót thương. Cũng tại nơi đây, các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng, công an huyện Đạ Hoài luôn túc trực ở bên phòng khám nghiệm tử thi, an ủi, động viên người thân các nạn nhân. Ngoài những nạn nhân hy sinh và tử vong trong vụ sạt lở, hai cán bộ cảnh sát giao thông Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Hưng là hai trong ba người may mắn thoát nạn gang tấc trong cơn sạt lở đều bị thương ở chân và đi lại còn khó khăn. Sau sự cố xảy ra, hai anh vẫn còn bàng hoàng và thất thần sau sự việc. Hai anh thẫn thờ ngồi im lặng trên hành lang của trung tâm y tế huyện Đạ Hoài. Một số người khuyên các anh về chợp mắt cho khỏe, tuy nhiên các anh muốn ở lại gần khu nhà tiễn biệt để những người nằm xuống được ấm lòng. Điều khiến nhiều người đau xót hơn đó là đại úy Lê Ánh Sáng hy sinh trong vụ sạt lở vừa tổ chức đám hỏi được 4 ngày, dự kiến giữa tháng 8 này sẽ tổ chức lễ cưới. Thưa quý vị, vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 3 chiến sĩ hy sinh và một người dân thiệt mạng là vô cùng đau xót. Hiện công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại đã kết thúc. Lực lượng chức năng đang khẩn trương thu dọn hiện trường và khắc phục hậu quả để giao thông thông suốt. Sau khi kiểm tra hiện trường sáng 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến gia đình Thượng úy Lê Ánh Sáng ở phường 2, thành phố Bảo Lộc để gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân cán bộ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ở sạt lở và gia đình người dân bị đất đá vùi lấp. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần trích nguồn kinh phí, bố trí lực lượng hỗ trợ, tổ chức tang lễ cho các cán bộ, chiến sĩ và người dân. Tiếp sau đó, trưa 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã họp chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả, nhanh chóng đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt của người dân. Tại buổi làm việc, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có 163 điểm sạt lở và có nguy cơ cao. Trong bối cảnh giao thông Lâm Đồng bị chia cắt, ông Quận đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường do Bộ quản lý. Cạnh đó, đề nghị Phó Thủ tướng quan tâm thúc đẩy các bộ ngành tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy dự án cao tốc. Trong năm qua, vì liên quan đến vấn đề giao thông mà tỉnh Lâm Đồng bị ảnh hưởng rất nhiều, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã hỏi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng rằng giờ mong muốn nhất là đường cao tốc phải không? Và đáp lại, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết việc này rất quan trọng với tỉnh. Thưa quý vị, hiện lực lượng cứu hộ đã tháo dỡ khu nhà chính của trụ sở đang bị nghiêng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, 7 xe múc, xe ủi cào đống đất đá trên quốc lộ đã được huy động. Trước đó, từ chiều qua 30 tháng 7, tỉnh Lâm Đồng đã huy động 200 cán bộ chiến sĩ, công an, quân đội và các lực lượng khác, huy động gần 20 phương tiện máy móc, máy múc, xe ben, máy khoan, máy giỏ để khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, khắc phục hậu quả. Trong công điện khẩn ban hành vào sáng 31 tháng 7, chính quyền Lâm Đồng cho biết, những ngày qua, địa bàn có mưa lớn kéo dài liên tục, một số nơi sạt lở đất, giao thông bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc rà soát những khu dân cư, trường học, công sở, doanh trại đóng ven sông suối, sườn dốc để sớm phát hiện, cảnh báo nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn. Trong đó, các địa phương lưu ý khu vực đồi núi dọc quốc lộ, tỉnh lộ, nhất là nơi tập trung đông dân cư. Những hộ sống ở chân núi, độ dốc lớn phải kiên quyết di dời, kể cả cưỡng chế, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản. Đồng thời, chính quyền địa phương phải hỗ trợ ổn định nơi tránh trú và cuộc sống của họ. Các ngành chức năng liên quan cũng được yêu cầu cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn tại các ngầm tràn, đường, bến đò, khu vực nguy hiểm. Đồng thời xử lý nghiêm việc tập kết vật liệu, công trình, nhà xưởng xây trái phép ở lòng, bãi sông, suối gây cản trở thoát lũ. Cũng trong sáng 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn tại các tỉnh, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Công điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Quốc phòng, Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương. Công điện nêu rõ những ngày qua tại một số khu vực, một số địa phương, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến giao thông và đời sống của người dân. Đặc biệt, ngày 30 tháng 7 trên tuyến quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ sạt lở đất làm 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân bị vùi lấp. Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Để khắc phục hậu quả vụ sạt lở nêu trên và chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân,
Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công điện về chủ động phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Thưa quý vị, cũng ngay trong sáng 31 tháng 7, quyết định truy thăng quân hàm được Bộ Công an ký sau một ngày, ba cảnh sát giao thông hy sinh ở đèo Bảo Lộc. Theo đó, chiến sĩ Nguyễn Khắc Thường, 42 tuổi, thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá. Hai chiến sĩ Lê Quang Thành, 46 tuổi và Lê Ánh Sáng, 33 tuổi, được thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy. Sự mất mát hy sinh của cả gia đình, sự mất mát của cả gia đình ba chiến sĩ và một người dân thiệt mạng là nỗi đau xót và thương tiếc của nhiều người dân. Hy vọng gia đình các nạn nhân sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này. Đến đây, thời lượng của bản tin tổng hợp xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.